đi. Tật xấu thứ hai của con là lúc đọc sách rất là gấp gáp, có lúc đọc sách quá nhanh. Sau khi đọc sách ngàn lần thì con phát hiện ra con không phạm phải hai thói quen xấu này nữa. Thứ nhất là nói nghe không rõ, thứ hai là nói chuyện quá nhanh. Hai tật xấu này sau 20 ngày thì phát hiện có biến chuyển tốt dần. Đích thực là như vậy ạ. Khi em ấy đọc sách, lúc đầu em ấy đọc cái gì đó không thể nghe hiểu được. Phàm nói chuyện, nói trọng điểm, từng chữ một đọc rất khó khăn. Hơn nữa bình thường khi đọc sách, tụi con cũng yêu cầu học sinh phải chỉ vào chữ để đọc, nhưng mà đối với em ấy rất khó khăn. Thứ hai là âm thanh rất nhỏ, mỗi lần con đi ngang qua em ấy đều nhắc nhở em ấy đọc lớn lên. Không phải là bắt em ấy hét lên, mà là khi con đi ngang chỗ em ấy, ít nhất cũng có thể nghe thấy. Nghe không được, rất nhỏ. Thứ ba là rất nhanh. Mỗi ngày buổi sáng, các em học sinh có một số lượng phải học thuộc nhất định. Sau khi đọc thuộc xong, lớp trưởng hay giáo viên cũng phải kiểm tra, xem các em ấy đã hoàn thành bài tập chưa, chất lượng như thế nào. Nhưng mà khi qua đó mới đọc vài câu, con nói em ấy đợi một chút, em đọc tới chỗ nào rồi? Hình như con mới nhìn thấy câu thứ nhất thì em ấy đã đọc tới câu thứ ba rồi. Nói vô cùng nhanh. Thầy tin là em ấy có thói quen này. Năm nay mới có 9 tuổi đúng không? Dân, chắc là từ 2-3 tuổi bắt đầu rồi. Hay nói cách khác, từ 3 đến 9 tuổi thói quen xấu này trong 6 năm. Nói chuyện nghe không rõ, còn nói rất nhanh. Hai điều này đều là thói quen xấu, cũng ảnh hưởng đến thọ mạng của em ấy. Nói chuyện phải chậm. Vậy thì 9 tuổi trước khi em ấy tới chỗ tụi con, có phải là đã đi học ở các trường bên ngoài không? Cũng học hơn 2 năm ở trường văn hóa truyền thống à? Hơn 2 năm rồi. Nhưng con biết được 2 năm này không ai quản lý em ấy. Thứ nhất là vấn đề không ai quản lý em ấy. Vậy thì ở nhà cũng không ai quản, cho nên em ấy mới có thói quen không tốt này. Đọc sách ngàn lần được 20 ngày thì thói quen xấu này được sửa rồi. Ít nhất cũng sửa khá nhiều. Không chỉ có em ấy, thưa thầy, con phát hiện ở ngoài xã hội hiện tại có rất nhiều em nhỏ như vậy, không phân biệt tuổi tác, có khi là sinh viên cũng như vậy, học sinh tiểu học cũng như vậy. Mấy tập trước con có nói con cũng như vậy, đều là như vậy ạ. Thầy nói cho con biết, người hiện tại đem tà biến thành chánh, đem xấu biến thành đẹp, đem ác biến thành thiện, đã trở thành nếp sống phổ biến rồi. Người dẫn chương trình trên đài truyền hình, thầy xem buổi phỏng vấn trên truyền hình, anh ta nói đặc điểm tiết mục mà tôi dẫn chính là không nói chuyện đàng hoàng. Tiêu đề cũng được viết ra, cái này đúng không? Cái này tốt không? Lấy kỳ quái, lấy tà môn ngoại đạo, lấy chuyện không bình thường biến thành thời thượng. Cái này tuyệt đối không phải là hiện tượng tốt. Vậy tại vì sao lại như vậy? Bởi vì kích thích tiêu dùng. Bình thường thì mọi người không xem. Người phương Tây hiểu rõ nhất làm sao để kích thích dục vọng của con người, làm sao để đạt được tỷ lệ người xem nhiều. Làm tin tức thì phải có tiêu đề giật tít, thậm xưng. Càng ngược với bình thường thì tỷ lệ xem càng cao. Bị tiền làm mê mờ, người dẫn chương trình đàng hoàng cũng biến thành như vậy. Trẻ em tranh nhau làm theo, đều bị giải hư. Cho nên con xem thế giới hiện tại là gì? Chỉ có lợi cho mình mà thôi. Có dáng vẻ con người hay không cũng không quan trọng. Có tiền mới là quan trọng, có danh mới là quan trọng. Cho nên Khổng Lão Phu Tử nói, tử bất ngữ, quái lực loạn thần. Quái đứng thứ nhất ở trong tà môn ngoại đạo. Chữ quái trong quái lực loạn thần này chính là kỳ quái. Ngược với bình thường, Khổng Lão Phu Tử trước giờ khi nói chuyện đều không nói cái này. Con nói xem những đứa trẻ này nói chuyện hàm hồ. Con xem người dẫn chương trình TV có mấy người nói chuyện bình thường. Nam nữ dẫn chương trình cho đài phát thanh, lúc ngồi taxi thầy có nghe, thầy đều nghĩ nói người ta nhanh chóng tắt máy. Nói cái gì không biết, giống như hai tên lưu manh ở đó tung hứng vậy, không bình thường chút nào. Người lớn trẻ nhỏ ngồi trong xe đều đang nghe. Con cũng không có chỗ nào để tránh, phải ngồi mà nghe. Hầu như đài phát thanh nào cũng đang học cái này. Làm sao để tỏ vẻ ra dễ thương, tinh nghịch? Cứ như vậy thì tỷ lệ xem mới cao, tỷ lệ nghe mới cao. Bạn có thể trách con trẻ hay sao? Bạn có thể trách phụ huynh hay sao?
Chúng tôi có làm một tiết mục đặc biệt: con trẻ vì sao ăn trộm đồ, người mẹ ở đó sám hối. Con trẻ ăn trộm chút đồ không tính là gì, không phải đều như vậy sao? Bạn xem nơi đâu cũng vậy, bạn đến đâu tìm một người phụ huynh thông hiểu mà lạc đường tìm lại lối. Mỗi người đều sai, chỉ mình ta tỉnh, đi đâu mà tìm? Không dạy cái này nữa thì ai nói lời đàng hoàng? Bạn nói lời đàng hoàng thì mọi người đều nhìn bạn cười. Là như vậy đó. Nếu như nói chỉ có một mình khác với những người khác vậy thì không cách nào sống tiếp trong tập thể này được rồi. Đúng vậy. Đó là cái gì? Người tốt, chính nhân quân tử đều bị đào thải hết rồi. Ở đâu mà tìm được chính khí chứ? Con người không có chính khí thì chính khí từ đâu mà có? Không thể nào từ mặt đất bốc hơi lên được. Cho nên chúng ta nhất định phải biết được. Đọc sách ngàn lần chính là nguồn giáo dục chánh khí tốt nhất. Vì sao vậy? Tự tánh vốn chánh, một chút tà dại cũng không có, đúng không? Con trẻ khôi phục tự tánh rồi thì những thứ chánh trong tự tánh sẽ xuất hiện. Cho nên vốn nói chuyện the thé lại quá nhanh, những thói quen xấu đó đều không còn nữa. Những cái này là do trong tâm có tập khí mới biểu hiện ra ngoài. Tập khí trong tâm không còn nữa, ngôn ngữ, biểu tình, động tác tự nhiên sẽ bình thường. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, con trẻ vốn là bình thường, không phải là học từ bên ngoài mà có. Vốn là chúng bình thường, đem buông bỏ tà tư tà niệm thì chúng liền bình thường trở lại thôi. Thưa thầy, đứa trẻ này nói chuyện kém như vậy còn có một nguyên nhân nữa. Trước đây em ấy có một khẩu nghiệp rất nặng, đó là hay nói lời ngon ngọt, rất biết lấy lòng người khác. Sau đó nói lời ngon ngọt với giáo viên. Tụi con biết được trước đây em ấy học tập ở trường học văn hóa truyền thống, chủ nhiệm lớp đều rất thích em ấy, miệng rất ngọt à. Em ấy học ở trường các cô mà nói lời ngon tiếng ngọt một cái là bị ăn tát liền, phải đánh liền. Vì sao vậy? Nói cho em ấy biết, dùng miệng nói lời ngon ngọt là đáng hổ thẹn nhất. Ngôn từ cẩn thận, hành động nhanh nhẹn, phải làm được, làm người thuần pháp, không nên dùng lời ngon tiếng ngọt. Cho nên bạn xem đứa trẻ này tuy nhỏ, nói lời ngon tiếng ngọt trong thời gian dài sẽ biến thành nhân sinh quan, giá trị quan của em ấy. Cuộc đời em ấy tai nạn sẽ nhiều, không có được hạnh phúc. Đồng thời em ấy nói chuyện rất tốn sức, gặp vấn đề mà nói không nên lời, vậy đó là biểu hiện của khẩu nghiệp. Cho nên hôm nay các bạn nhìn xem, các em nhỏ ở đây, bạn xem bạn nhỏ này nói chuyện rõ ràng hơn nhiều so với người anh ngày hôm qua, so với bạn học lúc này nữa. Em nhỏ hôm qua, các bạn xem video sẽ thấy em ấy nói chuyện rất tốn sức, ngồi ở đây thiếu chút nữa là khóc, lên tivi có chút khẩn trương. Nhưng mà quan trọng nhất là tôi nói với em ấy, khẩu nghiệp của con quá nặng, phụ huynh không học Phật nên không hiểu. Khẩu nghiệp nhỏ như vậy từ đó mà có? Bạn quên em ấy nói cái gì sao? Thích nhất là gian dối nịnh nọt. Gian dối nịnh nọt thì phải biết nói chuyện, không khéo léo thì làm sao gian dối nịnh nọt, không lừa được người khác. Cho nên thông thường những ai nói năng lanh lợi thì đều là gian dối nịnh nọt. Gian dối nịnh nọt thường đều biết lấy lòng, biết nói chuyện, cho nên khẩu nghiệp nặng. Chân thật đợi đến lúc họ nói chuyện đàng hoàng thì không biết nói nữa. Cho nên người hiện tại có một đặc điểm, nói tà môn ngoại đạo thì giỏi hơn bất kỳ ai, rất biết nói. Hiện tại ở trên TV thì nhiều vô cùng, có người dẫn chương trình thực sự giống lưu manh vậy, đem họ biến thành ngôi sao. Lời những người này nói mới là lời con người nói, dạy hư người lớn và con trẻ. Người hiện tại đều học cái này, TV dạy hư con người rồi. Những người dẫn chương trình này, bạn cũng đừng trách họ, cũng đừng trách truyền thông. Bạn xem truyền thông cũng đã đăng rồi, phát ngôn gây sốc là trở thành tiêu đề đặc biệt. Tờ báo này còn tiếp tay đem những lời nói đó quảng bá rộng rãi hơn. Vì tờ báo này cũng có tội, rốt cuộc là đã xây dựng giá trị quan như thế nào cho mọi người đây? Cho nên Khổng Lão Phu Tử bốn môn học, sao đức hạnh chính là ngôn ngữ. Cả thế giới đều học nói lời ngon tiếng ngọt, đều học những thứ linh tinh này, đều học cười cợt người khác, dạy hư nhân tâm của con người. Tâm của người này rất chính trực, chính phái, nhưng miệng toàn nói những lời không tốt, sau cùng thì tâm cũng trở nên xấu luôn. Thần giáo, thân thể chính mình dạy hư tâm của chính mình. Cho nên bạn xem, em nhỏ hôm qua
Tại vì sao ở đây em ấy rất buồn? Chính là gian dối nịnh nọt quá lâu rồi, cho nên khẩu nghiệp nặng, đến lúc nói lời đàng hoàng thì không nói được, nói không rõ. Những đạo lý này phải thường xuyên nói với các em học sinh, bình thường phải giữ gìn khẩu nghiệp. Đích thực là như vậy. Thưa thầy, tôi còn xem trong chu lễ, cấp trên dạy cấp dưới dùng 8 hình phạt để trừng trị lỗi lầm mà dân chúng mắc phải. Trong đó cái thứ nhất chính là hiếu, bất hiếu với cha mẹ. Thứ hai chính là không yêu thương anh chị em. Đúng vậy, hiếu để làm đầu. Dân. Điều thứ bảy chính là loạn ngôn, chính là nói bậy, nói càn, loạn thuyết. Tôi nói cho các cô biết là cho dù là nói bậy, nói càn không có liên quan đến chính trị thì cũng không được nói. Vì sao vậy? Làm loạn nhân tâm, bại hoại khẩu đức của mọi người. Con người hiện tại không hiểu khẩu đức là gì, nói năng nghiêm trang đứng đắn thì mọi người rời xa bạn, không vui. Hết thảy điều gì chơi vui giải trí. Cho nên người ngoại quốc viết cuốn sách vui vẻ cho tới chết. Vui chết đi, vui đi, ngày ngày đều hưởng thụ. Vậy gọi là người bình thường hay sao? Làm gì có cuộc sống của người bình thường mà dựa vào hưởng thụ vui chơi mà sống? Phải có một cuộc đời bình thường. Sống cuộc đời của một người bình thường mà không biết hưởng thụ cái gì, càng hưởng thụ càng ngây ngốc, càng vui chơi càng trở nên tà vại. Trong nhà không dạy, xã hội không dạy, ngày ngày chỉ biết hưởng thụ. Bạn xem những người trẻ tuổi ở ngoài đường, cái gì cũng không biết, không ra thể thống gì. Bạn xem đáng thương biết bao. Nói thật, nói tới ăn chơi, họ thật là không hiểu. Trong ăn chơi trước tiên là phải vô hại. Vui chơi không thể nói có hại. Nói hôm nay chúng ta đi hút thuốc phiện hưởng thụ, vậy thì ai dám? Vui chơi không quá mức. Quá mức mà, hiện tại không phải là quá mức hay không quá mức, hiện tại vốn là ăn chơi có hại. Bạn hiện tại đi xem những hoạt động vui chơi, hát karaoke, đi massage, đều có mại dâm, hát hò. Nói chỗ tôi không có mại dâm, vì nội dung bài hát làm ô nhiễm con người. Toàn là những bài hát khoa trương và thô tục, không phải là bài hát hay. Tôi từng nói cho mọi người trong tọa đàm, tôi đi siêu thị mua đồ, nhạc trong đó đều là nhạc phát cho mấy người trẻ tuổi, giờ chúng thay thế cho đời trước rồi. Mở những bài chúng thích là những bài nào? Tôi nghe được lời bài hát thế này: không được thì thôi đi, không được thì thôi đi. Còn là một cô gái hát, không được thì thôi đi. Cái gì là không được thì thôi đi? Cho nên hiện tại tỷ lệ tự sát cao cũng là do những bài hát này mà ra. Còn là hát mấy thứ tiêu cực như vậy. Điều thứ 8 là loạn dân. Cũng giống như những người sáng tác ra mấy bài hát này, bao gồm cả những người trên TV nói linh tinh. Điều thứ 8 chính là cũng có những phương diện này. Cho nên các đời triều đại nhà Chu hướng tới thịnh thế. Tam Vương Nghiêu Thuấn Vũ, sau đó là Văn Vương Chu Công. Không có triều đại nào không học theo các ngài. Còn đi xem sách lịch sử, thực sự học theo các ngài là thịnh thế. Cho nên thời nhà Chu, nếu phạm phải 8 lỗi này thì phải bị phạt, phải vào ngục, nên không ai dám làm. Hiện tại chúng ta trúng kế của người phương Tây. Họ nói đây là quyền lợi, đây là nhân quyền. Có quyền bày tỏ, bạn phát biểu. Nếu bạn hỏi tôi là có quyền phát biểu hay không, có, bạn ở nhà thì có cái quyền này, nhưng đừng ra ngoài. Không phải là không cho cái quyền này, ở trong nhà cứ phát biểu với cái bức tường, vậy thì được. TV, mạng, đĩa không được phép lưu truyền. Vì sao vậy? Bạn hại người khác, bạn hại chính mình thì được, vậy thì bạn không muốn sống nữa, cam chịu đọa lạc. Nói đạo lý, bạn có quyền tự do, nhưng không thể làm hại đến người khác. Một người còn không được, huống hồ là mọi người. Hiện tại tự do của tôi làm ô nhiễm người khác, đó gọi là tự do sao? Đó không phải thành hại người sao? Không nói đạo lý mà. Vẫn là câu nói này, bạn muốn nói thì cứ nói ở trong nhà mình, đừng ra ngoài. Ra ngoài là không gian công cộng, bạn không thể ảnh hưởng mọi người, không có quyền làm ô nhiễm người khác. Cho nên có phải ô nhiễm hay không, quốc gia phải có quy định. Không phải bạn nói là được, phải nghe theo quốc gia. Nếu không thì chính phủ làm gì, cần quốc gia làm gì? Hơn nữa giáo viên, tại vì sao thời xưa yêu cầu nghiêm khắc như vậy? Con xem có một câu nói tới: hương vô thiện tục, chính là nơi này không có phong tục tốt. Thế phạt lương tài, cả thế giới thiếu khuyết lương tài. Lương tài tức là nhân tài tốt. Cho nên khi nãy có nói tới những âm nhạc này không được mở, bao gồm những lời nói, những người làm trái với đạo đức thì phải tiết chế họ, vì họ sẽ ảnh hưởng đến nếp sống của toàn xã hội à. Đúng vậy, nhân tâm đã biến thành xấu rồi. Thưa thầy, khi nãy không phải thầy nói không được mê hoặc đại chúng bằng những bài hát tình ca ủy mị, chính mình hát cũng không tốt. Chúng ta trong Sa Di Luật Nghi có nhìn thấy, đây là phù âm phạm ngữ mà nhà Phật đã nói.
những âm thanh phù phiếm, ca từ yêu đương, ủy mị. Chỗ hại của nó là gì? Là tăng trưởng dục vọng, bi thương, mê hoặc tâm trí con người. Chính mình cũng không nên hát. Đây đều thuộc về dòng ngữ. Trường học ngày nay không hiểu cái này, cho rằng đọc sách ngàn lần lỗi thời, cho rằng ảnh hưởng cá tính của con trẻ. Cô xem chúng không đủ hoạt bát, cuộc sống không phong phú đa dạng. Vì cái phong phú đa dạng, khi nãy cô nói tới câu đó vô cùng quan trọng. Tăng trưởng dục vọng bi thương, cảm xúc không tốt của con người từ đâu mà có? Tham sân si mạn nghi, từ đây mà ra. Tăng trưởng dục vọng, tăng trưởng bi thương. Hiện tại tình ca không phải điều như vậy sao? Mê hoặc tâm trí con người, đem bản tính con người bình thường như chúng ta, những gì vốn thiện lương trong con người chúng ta phá hủy đi, đều bị rửa trôi sạch rồi. Những thứ không tốt đều sanh ra. Cho nên nói đọc kinh nhất định phải là kinh điển thánh hiền. Tư thế, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đều thâu nhiếp vào trong kinh điển. Vậy thì tự tánh sẽ hiển lộ ra ngoài, không phải là những thứ giải trí, ca từ ủy mị bên ngoài, bao gồm cả những thơ ca cũng không được. Cho nên nhất định phải nhớ kỹ, tự tánh vốn sẵn có, bên ngoài thì là kinh điển thánh hiền giúp hiển lộ tự tánh. Hai cái dung hợp với nhau mới có thể mở ra tự tánh của chính mình. Hai đứa trẻ này tại vì sao lại càng ngày càng tốt? Các bạn tuổi còn nhỏ mà. Nguyên nhân là ở đây, minh, minh đức, cuối cùng nhất định thành thánh hiền. Điều kiện tiền đề là phải giữ gìn được. Hôm nay cảm giác rất tốt, ngày mai buông thả, vậy thì không được. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.